cưỡng chế bình thương. Từ khi sao ngoại hối vàng bắt đầu phất nhanh giới thiệu vắng tắt. Dịp hồi châu tuổi nhi lập từ sau khi nghỉ việc ở công ty tư nhân, trên có già dưới có trẻ, mở tích tích, vì cứu một người phụ nữ rơi xuống nước vì tình mà khốn đốn. Linh hồn của anh ta được mặc bởi một sinh viên năm ba. Vì thế bắt đầu từ bây giờ, một truyền thuyết lưu truyền trong giới tài chính ngoại hối cổ phiếu. Chương 1 Đến cuối cùng tờ đơn cho bình đài cưỡng chế bình thương. Bạn đang nghe tại truyện.audio Dịp hồi châu từ sau khi nghỉ việc ở công ty tư nhân, trên có già dưới có trẻ, vì cuộc sống tìm một công việc không đến mức phế đi, liền bắt đầu tích tích. Mỗi ngày có thể nói ra đặc biệt có cảm giác kiên định, mà loại cảm giác kiên định này là thứ mà người trung niên cần nhất. Chuẩn bị kết thúc công việc về nhà, khi đi qua đoạn đường Thiên Hồng Kiều, anh nghe thấy trên cậu có người đang lớn tiếng kêu cứu, liền lập tức dừng xe kiểm tra anh phát hiện một cô gái ngoài ý muốn rơi xuống nước, trôi dạt giữa sông cách mặt cầu 5-6 mét, dịp hồi chu lập tức cởi giày, nhảy xuống sông cứu người. Ở trong nước, nữ tử không biết nước gắt gao ông lấy hắn, hắn ra sức nâng nữ tử lên khỏi mặt nước, mọi người hợp lực cứu nữ tử lên bờ. Mà lão dịp chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm vì thể lực chống đỡ hết nổi mà chìm xuống đáy sông. Trong bể bơi của Học viện Công Thương Dương Thành hạng 3, sinh viên năm ba dịp hồi chu đang lặn xuống nước, đầu đá một cước cho em gái vừa mới học bơi nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm lại trong sở y tế học viện khi dịp hồi chu tỉnh lại thì không còn là dịp hồi chu nữa chỉ dùng vài ngày công phu dung hợp trí nhớ hắn liền dung nhập bộ thân thể này lúc này dịp hồi chu đã thay đổi tật xấu trầm ổn trong mắt bạn học trong lớp anh cũng từng gọi điện thoại cho vợ kiếp trước điện thoại thông nhưng không ai tiếp dựa vào trí nhớ đăng nhập n tài khoản trước kia lại phát hiện tài khoản cùng mật mã không đúng trí nhớ internet hình như không có nhân vật như hắn hắn muốn liên lạc với bạn tốt trước kia tên không khớp số điện thoại di động cũng không khớp nhưng bọn họ cũng không biết hắn cuối cùng lăn qua lăn lại vài ngày hắn cho ra một cái kết luận khả năng chính mình xuyên qua đến song song không gian hắn cẩn thận hồi tưởng không hết thổn thức kiếp trước trải qua giống như một giấc mộng a à. đã đến thì cứ yên tâm đi sau khi xuất viện, dịp hồi chu thay đổi thành một người khác hôm nay thật sự là ngứa tay, mở ra một tuần cũng không có động ngoại hối hoàng kim tài khoản. Dựa vào trí nhớ, mở phần mềm, đăng nhập vào. Trong nháy mắt phần mềm đăng nhập vào, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, trí nhớ cả đời này của hắn là đúng. Hiện tại làm tài chính bình thường biết, quốc gia đối với ngoại hối quản chế rất nghiêm khắc. Mỗi người không được vượt quá 50.000 đô la mỗi năm, nếu không ngân hàng sẽ không giao dịch. Nói như vậy, trong tay mọi người có rất nhiều ngoại hối không thể sử dụng, hoặc là nhu cầu mua ngoại hối vượt quá 5 vạn m ngân hàng không thỏa mãn. Trong đầu hắn vẫn còn một ký ức. Trước kia hắn, lúc trước cả lớp đi theo lão sư Hồng Kông tới làm bàn mô phỏng, tỷ lệ thành công của mình ở toàn khối đều là số 1 số 2, thậm chí so với lão sư nói còn tốt hơn. Vì thế sau khi làm xong để mô phỏng, trước đây anh chàng đầy lòng tin, đồng góp tay góp 70.000 tệ. Mang theo niềm đam mê và ước mơ vô hạn, dứt khoát kiên quyết bước vào thị trường ngoại hối tương lai làm ngoại hối, vàng. Sau khi nhập tiền, nghĩ có thể dựa vào bản lĩnh của mình kiếm tiền, sau khi kiếm tiền mua cho cha mẹ một bộ thang máy ở Dương Thành. Thật vậy, trước đây anh ấy đã cẩn thận thực hiện các giao dịch của mình, kiếm được hơn 60% trong hai tháng đầu tiên và số dư tài khoản của anh ấy đã tăng từ 10.000 đô la lên 16.800 đô la. Trước kia hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí tiểu nháo, vừa có gió thổi cỏ lây liền bỏ trốn mất dạng. Lợi nhuận nhiều như vậy, các bạn học đều nhau nhau thỉnh giáo hắn. Hắn cũng vui rạo rực cho rằng, nếu dựa theo tốc độ này, đến mùa đông cha mẹ cùng người một nhà đại tỷ lại đây tránh rét. Nhưng hiện thực lại vô tình cho hắn một cái tác. Tuần trước, trước kia hắn làm rỗng vàng, trong tài khoản còn có hơn 10.000 đô la, 1.000 đô la một tay làm 10 tay hắn cắn răng một cái to gan liền làm mười tay. Lúc ấy nghĩ mau vào mau ra, cho nên đơn hàng trống rất nặng. Vừa mới thả không, một đường thuận lợi, biểu đồ ca xuống phía dưới đều là lợi nhuận, vào lúc 19 giờ 30 phút tối, vàng trực tiếp nhảy cầu từ giá 1975. 15 phút biểu đồ ca thực sự là một âm tuyến đột phá với lượng lớn, thế như trẻ tre lập tức đánh tới gần 1966. Trước kia hắn từ sau khi tiến vào thị trường lần đầu tiên làm 3 phần tư nhà kho, trong lòng nghĩ 10 tay trống, nếu như có 1.500 điểm giảm tốc độ liền tài chính tăng gấp đôi vậy thì sản khoái. Vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, từ giá treo lên đến đáy giá vàng, một giờ có 70 điểm giảm. Tuy rằng mức độ giảm không lớn, nhưng hắn nặng tay 10 người. Nếu đóng kho, 7.000 đô la đó đã tới tay. Như vậy tài chính của hắn có thể lên tới 20.000 đô la nhưng do dự một chút. Trước kia hắn nhìn nhật đồ còn chưa đạt tới giá như trong tưởng tượng, vì thế liền quyết định chờ một chút. Tuy nhiên, sau 15 phút biểu đồ ca tiếp theo, giá vàng đã tăng mạnh trở lại gần 1970. Lần này tâm tính của hắn liền xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu bình thường mà nói, rất quen thuộc thông qua tổ hợp đường ca, 15 phút dưới cùng, hình thành một dương một âm dựa theo kinh nghiệm ca tuyến có 60% sẽ bắn ngược lại. Dựa theo trình độ cẩn thận trước kia, hắn tất nhiên sẽ bình thương tránh hiểm. Nhưng lúc này trong đầu có một thanh âm kêu không nên bình thương, cho nên cắn răng một cái chờ xem. Hắn trước kia, lúc ấy còn vẽ xu thế độ trên máy tính, tăng thêm can đảm cho mình, tìm căn cứ cho phán đoán của mình. Biểu đồ đường ca 15 phút của vàng không vượt qua đường trung bình 20 ngày, mà là biểu đồ đường ca 15 phút tiếp theo, giảm xuống không ít. Gần 20 giờ 30 lại đánh tới gần 1985, nhưng không đột phá mức thấp mới hôm nay. Lúc ấy hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm liền cân nhắc bình thường lại có chút do dự. Giá vàng giảm gần 1973 và thị trường nhanh chóng hồi phục mà không có bất kỳ tin tức nào. Lúc ấy hắn còn cho rằng có thể là gần tới ngày nghỉ bộ phận không đầu thu lợi kết thúc, không phương vẫn chiếm ưu thế thế nào cũng phải chèn ép xuống tìm Thư Uyển www.giaosusun.com nhưng sau một giờ chờ đợi, giá vàng cư nhiên tăng vượt qua giá mua vào. Trước kia hắn lần đầu tiên xuất hiện lỗ vốn không thể vãn hồi, bất quá, lúc ấy muốn bình thương nhiều nhất bất quá lỗ 2.000 đô la Mỹ. Thế nhưng lúc ấy trục đầu, liều mạng vẽ đường lực cản trên máy tính khẩn cầu không nên đột phá. Đáng tiếc không như mong muốn. Kết quả là, giá vàng đè nén đã lâu, cư nhiên thần kỳ bác địa kịch liệt bắn ngược những con bò vàng đã đẩy các đường kháng cự qua từng đường một, và cuối cùng đã đẩy lên 20 ăn ten và 10 ăn ten. Là một đường ca hình chữ T trên biểu đồ nhật ca, thu hồi hoàn toàn mức giảm. Đến cuối cùng danh sách cưỡng chế đóng kho. Phân tích sau đó, một mặt là chỉ số đô. La Mỹ từ mức cao giảm xuống, mặt khác là mua thấp và tránh rủi ro để chống đỡ giá vàng. Tân tân khổ sở hai tháng, chẳng những trước kia kiếm không còn, còn lỗ vốn hơn nữa còn là lỗ lớn. Tiền gửi là 10.000 đô la, tính cả lợi nhuận hơn 5.000 đô la trong hai tháng trước. Hiện tại hắn nhìn thấy tài khoản số dư còn có, 4.880 đô la, không khỏi thay vào trước kia hắn, hiện tại hắn, da đầu tê dại, cực kỳ buồn bực. Ngón tay cầm điếu thuốc đều run rẩy. Tay trái hắn bấm ngón tay phải khống chế run rẩy, rốt cục cầm lấy hộp mềm 8 đồng đốt một điếu thuốc trắng, hít một hơi thật to. Hắn kiếp trước, thu thiệt mấy ngàn vạn cũng chưa từng khó chịu như vậy. Theo một hơi thuốc tiến vào trong phổi liền lâm vào một mảnh trắng xóa. Số tiền này đều là người cùng ký túc xá gom góp, chính hắn mới có 6.000 đô la. Hiện tại hắn đăng nhập tài khoản, thấy trong tài khoản chỉ có hơn 4.000 đô la, bất đắc dĩ cười khổ. Chương 02 Ta tắm lúc, người có thế không vạn không nên vọng động A, à, bạn đang nghe tại truyền chấm audio. Tân tân khổ sở nửa năm, chẳng những trước kia kiếm không còn, còn lỗ vốn. Thật sự là có loại cảm giác thiệt thòi lớn. Không biết có phải nguyên nhân linh hồn dung hợp hay không? Hiện tại dịp hồi chu ngồi ở trước bàn máy tính, hắn máy móc hút thuốc xong, ngay ngốc nhìn chầm chầm trước mặt máy tính, hai mắt vô thần. Ăn cơm tối xong lớp trưởng nhiếp hoa sớm đều lên giường, tựa vào trên giường chơi trò chơi, đánh xong một vòng, vừa ngẫm lại dịp hồi chu dưới giường muốn hút thuốc cuối đầu liền thấy trên màn hình máy tính dịp hội châu hút thuốc, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. lão đại nhiếp hoa hết chỗ nói, có tin đồn tứ gia tuần trước vừa lỗ tiền, sau đó liền nhảy bể bơi tự sát. may mắn lúc ấy trong bể bơi kín người hết chỗ, vớt kịp thời, đưa đến sở y tế, nhặt về một cái mạng. ngày hôm qua vừa xuất viện, chẳng lẽ lại làm hóa đơn lỗ tiền? bất quá bọn họ tài chính bang, nằm hai đại học làm thực bàn hoàng kim người. Lỗ tiền cũng đều là cái dạng này Bất quá tứ gia xuất viện coi như tốt Thay đổi tật xấu lông lá Lúc này tương đối điềm đạm nho nhã Thua thiệt tiền không có đập máy tính Ném điện thoại di động Nhưng là chỉ sợ nghĩ không thông A à. Quả nhiên dịp hồi chu ở giường dưới đối diện hắn Hút thuốc xong Dẫm lên mặt đất Đẩy bàn phím mạnh mẽ đứng lên đi về phía ban công Lão đại nhiếp hoa cả kinh Vội vàng từ trên giường cao nhẹ nhàng nhảy xuống đứng ở bên cạnh dịp hồi chu nói anh lại làm đơn rồi dịp hồi chu lắc đầu nói tôi đang suy nghĩ về lần thua lỗ trước vừa mới suy nghĩ cẩn thận ra bàn công hóng gió a à, gió lùa a à, em đi cùng anh nhiếp hoa thuận tay cầm lấy bao thuốc lá sông hỷ đỏ trên bàn nhị sư huynh dẫn đường đi tới ban công ký túc xá một đường đi còn một đường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia Cả lớp thậm chí cả lớp chỉ có cậu kiên trì đến tháng 6, còn có tiền kiếm, trong tài khoản còn lại bao nhiêu tiền? Nhị sư huynh Vương Lục Nhất đang xem tiểu thuyết trên mạng, quay đầu nhìn laptop dịp hồi chu đặt trên bàn. Quay đầu lại đáp. Không nhiều không nhiều, thu thiệt một nửa. Trong lớp chúng ta không còn mấy người sống. Ta một tháng trước bồi đến ngay cả quần lót cũng không còn, tứ gia còn có cơ hội đông sơn tái khởi, ta xem trọng ngươi. Diệp Hồi Chu quay người lại, chắp tay cho vương 61, nói. Đa tại nhị sư huynh cổ vũ. Ba vị huynh đệ cùng phòng với hắn đều có tiền có địa vị hơn nhà hắn. Còn cha anh là kỹ sư của một nhà máy cơ khí lớn ở thành phố Bạch Sa, tỉnh kế bên, còn mẹ anh thì mất việc, hôm nay bày sạp ở chợ đêm. Hắn còn có một vị đại tỷ Diệp Hồi Ngọc ly hôn, mang theo cháu gái chưa đến bốn tuổi vừa mới dọn về nhà ở nhà bố mẹ mua nhà công nhân viên chức cũ kỹ, khi chị cả lấy chồng, bố đổi nhà số 3 thành hai phòng một sảnh. Mở ban công, khiến cho ánh sáng trong phòng tốt hơn trước rất nhiều. Kết quả đại tỷ mang theo nữ nhi về nhà, hắn đành phải nhường phòng của hắn ra. Cho nên dịp hội chu mới một lòng một dạ nghĩ đến, nhanh chóng kiếm được tiền mua nhà, giá nhà ở thành phố Bạch Sa là rẻ nhất trong tỉnh lỵ cả nước. Nhưng thành phố Bạch Sa muốn mua 3 phòng 2 sảnh hoặc là 4 phòng 2 sảnh, không tính trang hoàng, thế nào cũng phải trên 2 triệu. Đương nhiên dịp hồi chu muốn mua nhà ở thành phố Dương Thành nơi hắn học đại học. Nhưng Dương Thành dù sao cũng thuộc loại thành phố siêu hạng, đoạn đường tốt hơn một chút trong nội thành giá phòng siêu đắt. Nhị sư huynh là người bản địa, giá phòng ở khu thiên hà cao đến thái quá, giá phòng 3 phòng 2 sảnh ít nhất phải hơn 10 triệu. Một mét vuông, giá trung bình trên 10 vạn, thậm chí còn có thể cao hơn không phải dân chúng bình thường có thể mua nổi lúc này lão tam dương thần chơi bóng rổ xong ngâm nga hát từ cửa ký túc xá đi vào đi tới nói ai nha ta không nhớ rõ nói tuần trước thứ năm gia liền nói cho ta biết tài khoản thượng tài chính lỗ một nửa nhưng hắn nằm viện thời điểm ta quên nói với các ngươi dịp hồi chu cười khổ lắc đầu nói các ngươi góp vốn ta sẽ trả lại cho các ngươi dương thần cường tráng giống như con trâu nói À, không cần không cần, ta lần trước cho ngươi năm nghìn đồng làm giao học phí, dù sao cũng là ta làm đơn còn lại, lão tướng ngươi không cần trả. Nhị sư huynh vương lục nghệ tướng Mạo Phong Lưu Phóng Khoáng cũng nói. Ta kia mấy ngàn đồng cũng giống nhau, bất quá tháng trước thuê phòng thuê quá chịu khó không có tiền. Đáng tiếc oánh oánh, tuần này tiểu thúy hẹn anh đi Lily Malen. Dương Thần là người Tây Bắc, sau khi đi tới Dương Thành, đã muốn tìm một nữ hài tử bản địa Dương Thành hẹn hò à oánh oánh là ủy viên văn nghệ lớp bọn họ, là một cô gái bản địa diện mạo ngọt ngào. Năm nhất đại học anh đã thầm mến oánh oánh, đáng tiếc sẽ không biểu đạt sự buồn bực trong lòng. Đương nhiên, anh em cùng phòng phát hiện nhưng không nói toạc ra, lão đại nói chuyện tình cảm vẫn là người khác xen vào. Dương thần lập tức nói với nhị sư huynh. Lily Malena. Đã lâu rồi tôi không đi, không phải là tiền sao. Cần bao nhiêu ba nghìn, năm nghìn, tam đệ ngươi vẫn có thể trả nổi tối thứ sáu cùng đi ta làm chủ vương lục nghệ kinh ngạc một tiếng nói ra gần đến kỳ nghỉ hè cậu còn có tiền là tiền riêng đi để ở đâu khẳng định ở dưới gối tôi đi lật xem vì thế hai người bọn họ liền vì xé cái gối của lão tam mà đùa giỡn đương nhiên nhị sư huynh phong lưu phóng khoáng như thế nào cũng sẽ không phải là đối thủ của lão tam thô kịch lúc này nhị sư huynh gắt gao ông lấy gối đầu đưa tay móc vào trong, nhưng đầu hướng xuống dưới bị lão tam đặt ở trên giường, tạm thời ở vào thế hạ phong. Kết quả bọn họ náo loạn, phiền muộn của dịp hồi chu cũng tiêu tán hơn phân nữa. Đi tới ban công ký túc xá. Tìm thư uyển www chấm com lão đại đưa cho nhị sư huynh hồng song hỉ một điếu, sau đó dùng bật lửa châm thuốc. Dịp hồi chu cả người ghé vào lan can, hung hăng hít một hơi sau đó vòng vo ba vòng phun ra ngoài. Đêm hè nắng chói chang, một tia gió cũng không có. Nhíp hoa cười nói. Loại thuốc này tôi hút không quen, sặc cổ họng, còn không bằng hút thuốc bạch sa của anh. Dịp hồi chu gật gật đầu, hắn biết lão đại là an ủi hắn, cố ý nói chuyện thuốc lá để chuyển đề tài. Lão đại cười nói. Lão tứ, học kỳ này ngươi cũng là chúng ta cả lớp cuối cùng một cái vinh quang, đủ có thể, chúng ta chút tiền kia ngươi không cần để ở trong lòng số tiền kia đều là còn dư lại tiền vốn vốn là không có ý định thu hồi lại xem ra ngoại hối hoàng kim đối với chúng ta vẫn là quá khó khăn dịp hồi chu thở dài một hơi rồi gật đầu một người ghé vào ban công một người tựa vào ban công hai người đều không lên tiếng đều yên lặng hút thuốc cuối cùng dịp hồi chu dập tắt điếu thuốc trong chậu hoa lên tiếng nói với lão đại tiền ta nhất định phải trả đừng nóng vội, ngươi nghe ta nói. Ta đang tổng kết làm bàn phương thức, tranh thủ đánh một cái xoay người trận. Nếp hoa gầy gò cao cao lập tức vui vẻ nở nụ cười, nói ra. Lão tứ ta xem trọng ngươi, lúc nào chờ ngươi kiếm được tiền, ca chúng ta mấy cái tứ hại nướng hảo 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 ra một bữa. Thấy anh không sao là tốt rồi, cái kia, tôi tắm rồi. Lúc ta tắm, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động a. À. Dịp Hồi Chu cảm thấy lão đại quan tâm, liền cười nói. Chúng ta tám tòa 404, trên giấy nhìn ở lầu 4, trên thực tế nhảy xuống độ cao mới là hơn 2 mét, ngã không chết người, ta muốn nhảy lầu cũng tìm cái cao điểm nhảy A. Chương 03 Hắn hiện tại che tính chất hơn người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhíp chí hoa nhìn xuống dưới ban công, cười rộ lên nói. Sao ta không nghĩ tới điểm này chứ? anh đi tắm đi tôi sẽ không nhảy xuống lão đại vừa kéo quần lót trên giá phơi quần áo xuống vừa đi vào trong VWC, c gần đóng cửa VWC c còn thò đầu ra nói ta biết ngã không chết ngươi nhưng ngươi thật muốn giống nhị sư huynh như vậy tự tử nhảy xuống bị trật chân còn phải mấy người chúng ta hầu hạ ngươi ngươi không nên làm chuyện ngu ngốc a à? Cút đi hướng ngươi lạnh dịp hồi chu cầm bao thuốc lá ném lên cửa toilet lão đại sợ tới mức khóa cửa lại. Sau đó trong nhà vệ sinh liền truyền ra một trận, bảy âm không được đầy đủ, âm thanh gào khóc thảm thiết. Ngồi con lừa điện nhỏ của anh đi, dẫn em đi xem truyền hình trực tiếp. La 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 la. Hắn ngẫm lại, liền nở nụ cười, lầm bầm một câu, tuổi trẻ thật tốt. Kiếp trước hắn sắp 40 tuổi, kinh nghiệm làm đơn hàng là có, nhưng thể lực cũng theo không kịp, cuối cùng khuyên lui. Tiền xa thải kiếm được, ngắn hạn vẫn đủ tiêu. Nhưng vì một nhà già trẻ, cũng vì có việc làm, không đến mức nằm thẳng kiếm ăn hoặc là chờ chết, dưới đề nghị của vợ, liền làm tài xế tích tích. Hiện tại mình mới 22 tuổi, mặc dù là học đại học hạng hai, nhưng mấy ngày nay cuộc sống đại học làm cho hắn lại nhớ tới thống khổ cùng vui vẻ khi đi học. Hơn nữa dù nói thế nào cũng trẻ lại 20 tuổi, lúc này tinh lực dồi dào, hắn rất hưởng thụ cảm giác buổi sáng trời nắng một cục A. À ông trời để cho hắn sống lại một đời, một điều này là đủ rồi. Hắn ghé vào lan can nghe ngóng núi Bạch Vân xa xa, đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua trên núi nhỏ, trong nháy mắt liền đi tới trên đầu hắn. ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng rất nhỏ trên bầu trời liền biến mất không thấy. Lúc này, nhìn bầu trời đêm hắn cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên trong lúc đó đầu ván mắt hoa thập phần muốn ngủ. Ngày 1 tháng 7, thứ bảy, mặt trời sáng sớm đã treo cao. Dịp Hồi Chu xoay người từ trên giường ngồi dậy xoa xoa mi tâm, tự hồ có thứ gì đó ở bên trong mơ hồ đau. Xoa đại khái nửa phút đau âm thầm biến mất, ngủ một giấc có tinh thần, ngày hôm qua phát tiết cảm xúc tự hồ cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Đi ra khỏi giường đến ban công, duỗi thắt lưng lười biến, tắm chim hót hoa thơm, tục ngữ nói. Sáng sớm thức dậy một điếu thuốc, vui vẻ sống thần tiên. Ở trên ban công ghé vào lan can châm thuốc, một tay cầm điện thoại di động xem uy chát, giáo viên hướng dẫn cao chí đang của khoa bọn họ tối hôm qua gửi thông báo trong uy chát. Thông báo Lớp 1, lớp 2 Học viện Quản lý Kinh tế Đại học Công Thương cấp 2021 Thời gian nghỉ là từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 7 Ngày 27 tháng 8, thứ Bảy, sinh viên quốc tịch bắt đầu làm thủ tục đăng ký báo danh Ngày 29 tháng 8, thứ Hai, chính thức lên lớp Thời gian trình diện tân sinh viên cấp 2024 là từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 9, nếu có trường hợp đặc biệt, có thông báo khác. Dịp hồi chu lật xem nhóm tài chính, ủy viên học tập vương diễn diễn dán lên an bài nghỉ hè của các trường đại học Quảng Đông. Thời gian nghỉ hè của một số sinh viên đại học vượt quá 50 ngày, đại học nông nghiệp Hoa Nam là 53 ngày, đại học Đông Y là 50 ngày, đại học Dương Thành là 55 ngày. Mà đại học công thương mới hơn 40 ngày. Nếu như vừa về nhà phải cách ly hai mươi mấy ngày, vậy còn không bằng không về nhà. Hắn hỏi lão Cao, cả lớp có nghĩ không trở về hay không, nếu như không trở về ký túc xá của hắn làm bạn. Diệp Hồi Châu cũng đang do dự nghỉ hè rốt cuộc có về nhà hay không. Nhà anh ở thành phố Bạch Sa tỉnh Tương Nam, ngồi tàu cao tốc từ Dương Thành mấy tiếng là đến, rất thuận tiện. Nhưng anh không muốn về nhà. Trở lại nơi quen thuộc lại phải béo lên 10 cân còn không bằng ở trường học làm công nhân nghỉ hè. Nhưng vừa thi xong kỳ thi cuối kỳ, mấy anh em trong ký túc xá 404 bởi vì đại dịch năm ngoái, cả học kỳ này nhà trường nghiêm cấm, đều không được tự do, đều muốn sớm chạy về nhà happy. Chỉ có hắn còn do dự. Hút thuốc xong anh cầm điện thoại di động lên nhắn lại cho giáo viên hướng dẫn cao, giáo viên hướng dẫn cao mấy lần trước ở lại trường học thạc sĩ. Mọi người đều thuộc về người trẻ tuổi, rất dễ nói chuyện phụ đạo viên cao nhanh chóng trả lời tin nhắn sinh viên đại học có thể ở lại trường trong kỳ nghỉ hè nhưng trước đó phải nộp đơn xin vào học viện và khoa quản lý ký túc xá khi xin phép phải viết ngày cụ thể phương thức liên lạc địa chỉ nhà người liên lạc và được giáo viên và nhà trường phê chuẩn cuối cùng đưa đơn xin vào xá quản vào kỳ nghỉ hè trường học sẽ đóng cửa phần lớn ký túc xá chỉ mở một phần ký túc xá cho sinh viên ở lại trường thông thường trường học đều mở ký túc xá cho sinh viên năm ba tương đối nhiều bởi vì trong phần này có rất nhiều nhu cầu chuẩn bị thi cử hoặc làm việc dịp hồi chu ngươi muốn ở lại trường ta đây phát một tờ đơn cho ngươi ngươi in ra điền đến lúc đó truyền tới là được rồi dịp hồi chu dùng giọng nói đánh chữ lão cao ông gửi tới đi tôi cân nhắc trả lời ông được rồi học kỳ này lớp chúng ta rất nhiều người phải ở lại trường ngươi còn có ba ngày thời gian suy nghĩ đến lúc đó ta thống nhất báo cáo ừ cảm ơn lão cao dịp hồi chu ở trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong trong ký túc xá nhị sư huynh cùng tam sư đệ còn ở trên giường vù vù ngủ say chỉ có lão đại dậy sớm hơn dịp hồi chu lão đại từ khi lên đại học bắt đầu theo thói quen sáu giờ ba mươi sáng đã rời giường chạy bộ còn phải mặc kệ mưa mặc gió lão đại còn chưa về đoán chừng là đi căng tin ăn sáng Bất quá lão đại cũng rất vất vả, mình ăn xong bữa sáng còn phải đóng gói trở về, cho bọn họ đám gia súc này. Hắn cùng lão đại cùng nhau chạy qua, tìm thư uyển www chấm com bất quá từ khi làm hoàng kim ngoại hối về sau, hắn liền không có rèn luyện thân thể, cái này không được. Nhìn điện thoại di động một chút thời gian đã 7 giờ 45 phút sáng, nghĩ thầm nếu như buổi sáng mình không rèn luyện, vậy buổi chiều đi bơi, cho dù nửa giờ cũng tốt. Quyết định đến trong tủ lục quần bơi, lục quần bơi kéo ra ban công phơi nắng, làm xong đi vào ký túc xá đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn, theo thói quen mở hai máy tính ra. Một chiếc máy tính để bàn cũ 32 inch, một chiếc máy tính sách tay làm mô phỏng phần thưởng nền tảng Hồng Kông khi tranh bá. Máy tính sách tay này chơi game online cỡ lớn không được, chạy MT4 vẫn có thể. Dịp hồi châu chủ yếu giao dịch bằng máy tính sách tay, theo thói quen mở tài khoản ra nhìn trên tài khoản chỉ còn lại 4.880 đô la Mỹ. Ben 10.000 đô la, cư nhiên không thấy hơn 50%. Dịp hồi châu nhìn những con số này trong lòng than thở một tiếng thuận tay tắt tài khoản, dùng máy tính để bàn cũ mở máy khách Megapixel 3. Nhìn xem danh sách trước kia có chỗ nào làm sai, lúc ấy giá thị trường đảo ngược, vì sao không muốn chạy ra ngoài. Theo lời thầy giáo Hồng Kông, làm vàng hiện tại chính là phải lên kế hoạch giao dịch thật tốt. Mau vào mau ra, dựa theo kế hoạch giao dịch nhiều hơn, tích tiểu thành đại, không nên một ngụm ăn một tên mập. Anh làm giảng viên mười mấy năm, trong lòng cảm thấy cô giáo Hồng Kông nói rất hay. Vấn đề là con người có tính tham lam, xã hội vật chất dàn dụ này, người không có tính tham lam chính là hòa thượng chân chính. Hiện tại hắn che tình hơn người. Trải qua hơn nửa năm mô phỏng cùng ba tháng tài chính thực tế, hơn nửa không ngừng lợi nhuận cho nên rõ ràng cảm giác được trình độ muốn đột phá. Hơn một tuần trước, hắn cảm thấy thoát ly giai đoạn ngắm núi hay là ngắm núi, tiến vào giai đoạn thấy núi không phải là núi. Chương 04 Các ngươi một giúp gia súc, lúc nào về nhà? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Loại cảm giác này rất khó nói rõ được. Thậm chí hắn tình nguyện mạo hiểm, cũng bất động có lợi nhuận, trong lòng mơ hồ chính là muốn nghiệm chứng một vấn đề câu hỏi lớn là gì cho dù hiện tại có được mười mấy năm kinh nghiệm thao tác hắn cũng khó có thể nói rõ đạo gia có câu tầm tĩnh tắc thanh tầm thanh tác minh chỉ có thể hiểu ý bất khả ngôn truyền nhưng muốn đột phá kết quả mơ mơ hồ hồ thua rất thảm giờ phút này tâm hắn tỉnh lại trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ rau hẹ cũ còn không lợi hại bằng rau hẹ mới sao trước kia khi hắn làm quản lý quỹ tư nhân so với nhà đầu tư gà mờ cũng chỉ là lão điểu có thêm vài phần kinh nghiệm mà thôi, chưa nói tới có bao nhiêu thành công. Nếu không cũng sẽ không hơn 30 tuổi mở công ty. Đương nhiên, các nhà đầu tư lão luyện có kinh nghiệm, khi làm đơn hàng, trong lòng đều có một kế hoạch đại khái mua vào hoặc mua không. Không cần kế hoạch làm loạn người đều chết, cũng sẽ không có tư cách lão điểu. Nhưng kế hoạch không thay đổi nhanh. Hiện tại trong đầu dịp hồi chu vẫn lặp lại một câu, kiếm lợi nhỏ mà mất vốn lớn cái được không bù đắp đủ cái mất a à. mất nhiều hơn được đột nhiên mi tâm đau xót những lời này giống như hoàng chung đại lữ quanh quẩn trong đầu chẳng lẽ là lần trước giao dịch biến hình biến dạng không có theo quy củ làm theo bản năng kháng cự cho nên hắn mới hỗn loạn một số người sau khi thất bại cũng cho rằng mình tự hạn chế không đủ cũng từng tự trách mình vì thế họ nói rằng kinh nghiệm cảnh báo chúng ta phải kỷ luật nghiêm ngặt nhưng là trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một câu, thân ở trong núi này, thấy núi vẫn là núi. Gặp núi hay là núi? Thanh âm như thể hồ quán đính, vang dội như chuông đồng sấm sét. Trên thực tế, trên thị trường vàng ngoại hối quốc tế, các nhà môi giới hàng đầu nắm giữ một lượng lớn vốn cũng cần đa số rau hệ già, phối hợp với hành động của họ. Sau đó thì có, phái kỹ thuật cùng phái thực chiến khác nhau. 80% rau hệ đều thuộc về phái kỹ thuật, hắn kiếp trước và hắn hiện tại cũng thuộc về 80% này. Nhưng phái thực chiến cũng không có nghĩa là phái cơ bản, chẳng qua phái thực chiến ở một thời khắc nào đó trọng điểm là phái cơ bản. Bọn họ thường thường đều có thể sớm đặt hàng bắt lấy một đợt sóng ngắn chủ yếu của giá thị trường, sau đó đạt được đại lượng lợi nhuận. Hơn nữa phái thực chiến đối với phái kỹ thuật có kỹ thuật tam bản phủ của mình, không cần phái kỹ thuật nghiên cứu tình hình cụ thể như vậy hắn tựa vào trên ghế mở mắt nhìn chằm chằm màn hình mi đau lòng xông về sau trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều đứt đoạn nối tiếp ý nghĩ thật ra mỗi nhà đầu tư làm vàng quốc tế nhất định sẽ gặp phải vấn đề như vậy đây cũng là một đề tài cũ rích nhưng người thực sự muốn làm được rất ít nguyên nhân chính là bản chất của nhân tính tham đang quấy phá thu lợi không ra luôn muốn kiếm nhiều một chút kết quả ngược lại bị gài bẫy loại tình huống này nhìn mãi quen mắt nhưng làm ngoại hối, vàng nhà đầu tư, đều thuộc về đòn bẫy đầu tư, mạo hiểm rất lớn, có thể nói phần lớn mọi người đang đi trên dây thép. Kỹ xảo đi dây thép chính là, như thế nào, tham, còn phải, tham, phải có trình độ, tham, phải có kỹ xảo. Có thể chuyển từ rau hẹ cũ sang nhà đầu tư thực sự. Dịp hồi chu lập tức bừng tỉnh, kiếp trước làm quản lý quỹ, đáng tiếc là làm công cho người ta, không có tự chủ. Chính là bị động đặt hàng, thắng không liên quan đến hắn thu còn bảo hắn chịu tiếng xấu lúc này đây nguyên nhân hắn cưỡng chế bình thương cho nền tảng thật đúng là một cái tham dựa theo kinh nghiệm mười mấy năm của hắn chữ tham cũng nhất định phải có biên độ dừng thắng dừng tổn hại phải khống chế tốt tiền vốn như thế nào đem một chữ tham dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn nói rõ làm đơn là như hỏa thuần thanh một khi tâm trạng khống chế không tốt là sẽ bị trầm cảm trừ phi bạn trời sinh chính là tính cách tùy tiện cái gì cũng không sao cả. Bất quá thân thể này của hắn, vốn là tính cách tùy tiện, hờn dỗi sẽ không vượt qua 5 phút, cho nên mấy huynh đệ ký túc xá mới cùng hắn chơi cùng một chỗ, còn đầu tư vào hắn. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này, nhất thời cảm thấy tâm tình của mình trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Hắn cầm lấy một điếu thuốc châm lửa xong, hút một hơi, ở trên ghế duỗi lưng một cái, ở trên máy tính xem tin tức tài chính minh châu hồng công một hồi người dẫn chương trình tin tức xinh đẹp dùng ngôn ngữ ngắn gọn đưa tin không hổ là một cột mốc trong giới báo chí tài chính hoa ngữ xem xong tin tức anh ném tàn thuốc vào chai nước khoáng nhìn nó tắt sau đó tắt máy tính đứng lên hôm nay là thứ bảy thị trường chứng khoán ngoại hối vàng ngừng giao dịch từ sau khi làm ngoại hối hoàng kim khó có được hai ngày nghỉ như vậy quay đầu lại nhị sư huynh vương lục nghệ cùng tam sư ca dương thần còn ở riêng mình cao trên giường, vù vù mà ngủ. Đứng lên hoạt động gân cốt một chút, ở cửa cầm lấy chổi và xẻng rác đi về phía ban công. Ký túc xá nam sinh số 8 cũng có mười mấy năm tuổi hết sức cũ kỹ, đám gia súc lại không thích sạch sẽ. Suy nghĩ một chút lúc khai giảng, Quảng Đông hồi Nam Thiên phản triều, toàn bộ tòa nhà mùi vị đặc biệt sặc mũi. Chó má, đặc biệt là trong ký túc xá nam sinh, một khi thủy triều lên, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi chân thối đều không ngăn được. Năng lực động thủ của hắn rất mạnh, rất nhanh ở ban công khí thế ngất trời mà làm. Hắn một lần hai lần từ v c bưng nước rửa mặt đất, bên cạnh ban công có người liền nhịn không được. Cùng một lớp thể dục ủy viên Trần Cương dẫn đầu mở miệng. Xem tứ gia vất vả như vậy, chúng ta có muốn hay không đi qua giúp hắn, cũng không thể để cho hắn một người quét dọn, tìm thư uyển v đúc chấm giao su sinh chấm com rất đáng thương dịp hồi chu ngẩng đầu cười tủm tỉm giơ ngón giữa về phía đám gia súc trong ký túc xá bốn trăm linh hai sau đó cười mắng các ngươi một đám gia súc khi nào thì về nhà cao vóc kỷ luật bộ trưởng phương quản ngọc nói ngày mốt thứ hai đi trần cương bên cạnh dùng tạ tay rèn luyện thân thể đột nhiên buông tạ tay xuống thở dài một hơi giảng đạo tôi sẽ không trở về kỳ nghỉ hè tôi còn phải làm công. Dịp tứ gia, ngươi chừng nào thì đi. Dịp hồi chu ngẩng đầu lên nói. Ta cũng không trở về, thừa dịp ít người ở lại ký túc xá còn muốn nghiên cứu một chút mặt đĩa. Trần Cương nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, ngươi tìm được chỗ ở không có. Tôi hỏi cao lão keo kiệt cầm tờ khai, nghỉ hè có thể ở lại trường phỏng chừng có giường ngủ. Dịp hồi chu nói. Trần Cương ha hả, cười nói Ngươi vẫn là không nên ở trong trường học ngây ngốc Tại sao? Kỳ nghĩ đông tớ ở lại trường, khẳng định lại là ký túc xá cũ, không có điều hòa tám người một phòng Tắc địa đầy ấp, mùa đông cái kia mùi vị tuyệt, nhưng đối với mùa hè mùi vị dễ chịu hơn nhiều, ta là rốt cuộc không muốn chịu cái kia tội Dịp Hồi Châu vừa nghe lại nhìn một chút trong ký túc xá, bốn người bọn họ ở vệ sinh môi trường đều chịu không nổi huống chi là tám người ở. Đây lại là mùa hè tám người trẻ tuổi ở, mùi vị kia có thể tưởng tượng được. Dịp hồi chu nói. Cứ tạm qua đi. Nếu thật sự không được, mỗi ngày tôi đều đến thư viện. Trần Cương lắc đầu nói. Nghĩ thư viện đóng cửa, hơn nữa ta biết ngươi là cú đêm, làm giá thị trường nhất định phải an tĩnh, nếu không nói từng phút phạm sai lầm. Dịp hồi chu cười gật gật đầu nói. Vậy có biện pháp gì đâu, không giống đến trường học bên ngoài thuê phòng ở. Chương 05. Ngươi không phải là hai tay chủ thuê nhà a, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phương quản Ngọc cao cao gầy đột nhiên nói, đồng ấu trúc lớp 2 rất tuấn tú ở thôn Đại Hạ có một tòa nhà nhỏ cũ kỹ đang thuê, các cậu có thể đi xem một chút. Trần Cương quay đầu lại hỏi, A Ngọc, ngươi thật sự không gạt ta? Phương Quản Ngọc liền thề son sắt lấy điện thoại di động ra đưa ảnh chụp tòa nhà độc lập cho Trần Cương xem, lại ồn ào nói. Đồng ấu trúc cậu cũng không phải không biết, tôi lừa cậu làm gì. Nhìn xem, đây là phòng, còn có một tiền viện thật lớn, thế nào? Ta không nói sai chứ. Dịp hồi chu đi lên phía trước cách ban công, ban công hai bên cũng chỉ rộng mấy chục cm, anh Vương eo lấy điện thoại di động của Phương Quảng Thanh, vừa xem ảnh vừa nói. Lớp hai đồng ấu trúc chính là năm ngoái nhà ga đưa đón tân sinh viên cái kia một cái hội học sinh phó chủ tịch, phải không? Phương Quảng Ngọc cùng Trần Cương hai người gật đầu một cái. Dịp hồi chu xem xong ảnh chụp trả lại điện thoại cho Phương Quảng Thanh, hắn do dự một chút, Hà quyết tâm nói. Ta quyết định thuê phòng, lão Trần ngươi có đi hay không nhìn một chút, thuận tiện mời đồng học tập ủy viên ăn cơm. Ta không đi, ta buổi chiều còn có việc, đại hạ thôn từ Bắc Môn đi ra ngoài gần như vậy, ta có thời gian lại đi a. À. Nói xong, Trần Cương cầm lấy tạ tay lại luyện. Diệp Hồi Châu trong lòng ha ha cười, hắn chỉ biết ủy viên thể dục trong túi mình ngượng ngùng a. À. Ngọc liên lạc với đồng ấu trúc trên uy nói buổi trưa chúng ta mời ăn cơm thuận tiện xem nhà. Thôn Đại Hạ là thôn thành trung bên cạnh đại học, từ ngã tư đường phía tây đại học đi qua, đi được hơn 800 mét thì có một đền thờ thật to. Trên đền thờ viết đậm đà hơi thở quê hương, ba chữ thôn đại hạ dịp hồi chu dẫm lên xe màu vàng nhỏ đi vào bên trong bên đường trồng thành hàng cây đa bởi vì nguyên nhân tuyến đường bay kiến trúc hai bên cũng không cao cơ bản cũng không vượt qua năm tầng hắn dùng hướng dẫn của điện thoại di động này đi đến một lối ra khác của thôn đại hạ rẽ trái đột nhiên hai mắt sáng ngời phong cảnh xung quanh nơi này vô cùng tốt cuối đường xi măng là một tòa nhà nhỏ độc lập đứng trơ trọi ở đó Hắn nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện, đại hạ thôn giáp tự 108 ngay tại chỗ này. Tiểu lâu cách hơn 10 mét, chính là đồng ruộng xanh ung tươi tốt, gió thổi qua ruộng lúa xanh ung tùng gần sóng phập phòng, gió thổi qua nhất thời có vẻ cũng không còn nóng như vậy. Xa xa là, gò núi nhỏ liên miên không dứt, thật sự là có loại hương vị phong cảnh điền viên. Đang lúc hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, một cái dáng người thấp bé cô nương tại củ nát tiểu lâu viện cửa dùng sức vẫy tay, cùng hắn chào hỏi. Diệp hồi chu bước nhanh tới, cô nương trên dưới đánh giá hắn một cái, nói. Ngươi chính là đồng sư tỷ nói muốn thuê phòng lão Diệp, nhìn ngươi rất trẻ tuổi a. À? Ta cũng sắp 25 tuổi rồi, là đại thúc rồi. Diệp hồi chu mỉm cười gật đầu, trên thực tế Diệp hồi chu mới 22 tuổi, đến khai giảng liền thẳng đến năm tư, muốn tìm việc làm. Hắn cố ý đem số tuổi báo lớn hơn mấy tuổi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương ngây thơ hồn nhiên mà cười nói ra ta gọi phùng bảo bảo sát vách sư phạm đại học năm nhất đồng sư tỷ không rảnh diệp sư huynh ngươi muốn xem phòng ngươi đi theo ta đi phùng bảo bảo diện mạo ngọt ngào đẩy cửa viện dẫn hắn đi vào sân có mấy chục mét vuông trồng không ít thực vật chính giữa dựng một giàn nho kết đầy nho màu xanh biếc chân tường còn có một cái giếng lộ ra một cổ khí lạnh ở mùa hè nóng bức mang đến cho người ta một mảnh mát mẻ khó có được. Dịp hồi chu hít sâu một hơi, ở gần trường đại học lại còn có thể tìm được căn nhà tốt như vậy, đây không thể không nói là vận khí của hắn. Phùng Bảo Bảo nói ra. Cái này tiểu viện lầu lầu tổng cộng là ba tầng, mỗi một tầng đều là hai cái đơn gian thêm một cái tiểu sảnh. Lầu một là tôi ở cùng bạn học, lầu hai là của đồng sư tỷ, lầu ba còn có hai phòng đơn, cô xem một chút nói xong đi trước dẫn đường. Tiểu lâu, một tầng chỉ có mấy chục mét vuông, đại sảnh lầu một nối liền với phòng bếp kiểu mở, còn có hai cửa phòng đơn khóa chặt. Dịp hồi chu đi qua lầu hai, lối vào cầu thang cũng khóa cửa. Bọn họ đi tới tầng ba, đầu cầu thang chính là một phòng đơn và một toilet rất lớn. Bên phải là một phòng khách, đi vào trong, còn có một phòng đơn. Dịp hồi chu nhìn từng phòng một lần, phát hiện phòng đơn của tòa nhà này rất nhỏ, một phòng tối đa 78 mét vuông, còn không lớn bằng toilet. Hơn nữa còn là hình sợi dài, đặt một cái giường cao 1 mét 2 thì không dịch chuyển được. Hắn hết chỗ nói rồi, người thiết kế gian phòng này là một nhân tài A. À? Phòng khách so với phòng lớn hơn, cũng không thể bảo hắn ở trong phòng được. Phùng bảo bảo, nhìn hắn cau mày, liền biết hắn ngại phòng nhỏ. Vội vàng nói. Diệp sư huynh, chúng ta tiếp tục lên, ban công lớn còn có một gian phòng lớn, người nếu không đi lên xem một chút. Ban công lớn trên sân thượng ba là trước đây dùng để phơi quần áo phơi lúa, bên tay phải ban công quả thật có một phòng. Phùng bảo bảo ân cần mở cửa phòng. Dịp hồi chu đi vào nhìn thoáng qua, quả thật lớn hơn phòng đơn lậu ba, đại khái khoảng 12 mét vuông, bên trong chất quốc đòn gánh gì đó. Hắn đi vào trong phòng cảm thấy một cổ oi bức, sau đó nhìn thấy cảnh sát ngoài cửa sổ liền mở cửa sổ ra, một cỗ gió mát cuồn cuộn không ngừng thổi vào trong nháy mắt giải nhiệt toàn thân hắn dịp hồi chu mỉm cười gật gật đầu nhìn một chút hoàn cảnh trong phòng căn phòng này không có ổ cắm điện chỉ để lại trần nhà một ngọn đèn nếu ở nơi này còn phải đi lại một lần nữa sau khi dịp hồi chu đến ban công lớn nhìn chung quanh một lần dưới cửa sổ phòng lớn của thư quyển có lối đi nhỏ giống như một ban công nhỏ đứng ở trên ban công nhỏ nhìn đồng ruộng phía dưới gió từ trong đồng ruộng thổi qua thổi ở trên mặt trên người, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn quay người lại, hỏi. gian phòng này bao nhiêu tiền? Phùng Bảo Bảo cầm quạt điện thổi vừa nghe, liền lộ ra nụ cười của tiểu hồ ly, đáp. Phòng đơn lầu ba là 400 tệ, phòng này của cậu lớn, thu cậu 500 tệ đi. Bất quá một lần ít nhất thuê một năm, nếu giữa đường đi, tiền thế chấp không trả nha. Tôi muốn ký hợp đồng, chủ nhà của tòa nhà này là đồng sư muội của ai? Anh không phải là chủ nhà cũ chứ? Dịp hồi chú hỏi. Phùng Bảo Bảo vừa nghe liền sốt ruột, ồn ào nói. Không phải không phải, tòa nhà này là học kỳ trước chúng ta đầu tư mua, cổ phần của đồng sư tỷ lớn nhất, tôi xếp thứ hai, còn có bạn thân tiết tinh của tôi. Tôi phụ trách tìm người trên mạng để tìm thuê. Nơi này là giấy hợp đồng, một thức hai phần, người ký tên giao tiền là được. Phùng Bảo Bảo vừa nhìn, dịp hồi chu do dự vội vàng tăng mã nói. Lầu một phía sau kho hàng nhỏ còn có một trương gỗ thật cao thấp giường, một trương bàn làm việc, còn có một cái có chút niên đại trang quần áo tủ đứng. Chỉ cần ngươi ký hợp đồng, ta cùng ngươi dọn lên. Tiền thuê 500 tệ, hai đặt một trả, dịp hồi chu vẫn có thể gánh vác nổi. Anh gật gật đầu, cười hiếp mắt lấy điện thoại di động ra thêm uy chát của Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo ngửa cổ, đẹp mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc, lần nữa cường điệu, đặc biệt là không trả một phần tiền thuê mấy chữ kia cắn được rất nặng. Không thành vấn đề. Dịp hồi chu gật đầu, ký hợp đồng, hai theo một thuê, chuyển tiền thuê nhà cho cô. Dịp hồi chu ký xong hẹn xuống lầu đi kho hàng nhỏ ở hậu viện. Chương 06 Bảo bảo, ngươi làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Phùng bảo bảo giống như tiểu hồ ly, thấy dịp Hồi Chu xuống lầu, thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực phòng lên, cuối cùng tìm được một người đàn ông cực phẩm đến trấn trạch. Từ học kỳ trước, cô chuẩn bị quay video sửa chữa tòa nhà, muốn kiếm thêm thu nhập. Vì thế, cô tìm được đồng ấu trúc, ba mỹ nữ bỏ ra giá không cao, mua một căn nhà nông thôn quanh năm không ai ở bên cạnh trường đại học, thời gian sử dụng 20 năm. Thì ra, phụ thân Phùng Bảo Bảo là đạo sĩ nam đấu cung quê hương bọn họ, thổi nhỏ tai nghe mắt thấy học được một ít loạn thất bát tao. Người trong nước luôn luôn đối với nhà ở có nồng đầm hứng thú, sống có dương trạch, chết có âm trạch, trạch tử lại có rất nhiều chú ý. Tạm thời không nói đến đình viện lầu cát, ngay cả tiểu viện nông thôn cũng đều không nói gì đến lo diệt của phong thủy. Đối với một ít tập tục nhà ở, càng là đem quan niệm cấm kỵ của người Trung Quốc phát triển đến mức tận cùng, diễn dịch ra truyền thuyết huyền diệu khó giải thích. Tiểu lâu tân trang xong rồi, ba người các nàng đều là nữ. Gia Gia nàng là trưởng môn nhân nam đấu cung, thường ở trước mặt nàng nhắc tới một câu. Một hồng hai lục tam vô thường, thủy hỏa phong môn ngũ thiên quan. Một đám nữ nhân vào ở trong tòa nhà mới sửa chữa, liền muốn trấn trấn trạch. Nàng không nói với đồng ấu trúc tỷ tỷ, đương nhiên nàng cảm thấy đồng sư tỷ yêu thương nàng nhất, nhất định sẽ cho phép nàng. Trấn trạch chỉ cần nam đinh trong nhà, thuần dương chi thân, huyết khí phương cương nàng nghe nói dịp hồi chu từ bệnh viện trở về giống như không có việc gì giống nhau tự nhiên trên vai ba đầu hỏa vượng tuyệt đối là cực phẩm a dịp hồi chu cùng phùng bảo bảo đến kho hàng nhỏ ở hậu viện mở cửa ra nhìn một cổ hương vị gỗ nhãn cũ tràn ngập không gian anh nhìn trong kho hàng nhỏ chất đầy đồ nội thất đầu long não cũ kỹ hắn nhìn ra được những vật dụng lớn bằng gỗ nhãn này rất nặng liếc phùng bảo bảo đi theo phía sau lập tức buông tha cho dự định cùng phùng bảo bảo nâng lên ban công nhưng một người vô luận như thế nào cũng gánh không nổi được lắc người đi cái kia phùng sư muội này đồ gỗ thật gia dụng rất nặng ta một người khiêng không lên ta dự định gọi chúng ta phòng ngủ mấy người đến hỗ trợ được không phùng bảo bảo lập tức mỉm cười nói một tiếng được trong lòng như trút được gánh nặng vừa rồi cô thử một chút cái tủ gỗ nhãn lớn kia cô đẩy cũng đẩy không nổi chớ nói chi là, dọn lên sân thượng lầu ba. Diệp Hồi Châu lấy điện thoại di động ra dùng uy chát chụp mấy tấm ảnh gửi qua, dùng giọng nói nói rõ tình huống. Liền nghe được bọn họ bốn bốn trong bầy, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tứ gia, ngươi thật sự dọn ra ngoài ở sao? Nhị sư Huynh nói. Tôi đã nộp tiền thuê rồi, mọi người mau tới đây khiên đồ cho tôi, một mình tôi gánh không nổi. Cái gì vậy? Lão đại nhiếp hoa hỏi chính là chủ nhà không cần giường cùng tủ lớn, đặt ở trong kho hàng nhỏ, ta muốn chuyển đến lầu ba các ngươi mau tới đây, xong ta mời các ngươi ăn cơm tối. Vừa nghe nói lão tứ mời bọn họ ăn cơm, đám gia súc này nhanh chóng đạt thành nhất trí. Lão Tam Dương thần trả lời một khuôn mặt tươi cười ok, hỏi địa chỉ. Sau khi dịp hồi chu gửi một cái định vị trong nhóm, mình mất hơn 10 phút dọn dẹp đồ dùng cần thiết, kéo tới bên cạnh giếng nước lầu một, dự định lau một chút phùng bảo bảo lúc này từ trong phòng nàng chạy ra cầm trong tay chổi lông gà nhẹ nhàng phất qua đồ dùng trong nhà đem một ít bụi nổi bỏ đi sau đó xách một thùng nước giếng lại dùng vải bông mềm sạch sẽ lau chùi một lần lúc này nhị sư huynh lái xe lão santana mà cha hắn đào thải dừng lại trước cửa sắt của tiểu viện xe bọn họ xuống gõ cửa tiểu viện lão đại nhiếp hoa dẫn đầu bước vào tiểu viện nhìn thấy hoàn cảnh tiểu viện nói với dịp hồi chu Môi trường ở đây tốt như vậy, tôi nghĩ anh chuyển đến là đúng. Đồ nội thất chuyển lên lầu chính là những thứ này: từng một cái giường, một cái bàn học, một cái tủ lớn, ngăn tủ hơi nặng. Nhất là cái tủ lớn kia, có thể nặng hai ba trăm cân. Bốn người bọn họ chuyển đến cái tủ kia vất vả a. À? Bọn họ đem toàn bộ đồ dùng trong nhà chuyển đến ban công lầu ba, tất cả đều mệt mỏi tê liệt trên mặt đất. Dịp hồi chu ngồi dưới đất tảng một vòng khói ngầm ở trong miệng hỏi Phùng sư mùi các ngươi có hay không thợ điện công cụ cùng dây điện ta dự định ở trong phòng một lần nữa đi dây có 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 lát nữa anh lấy cho em đúng lúc này đồng ấu trúc và tiết tinh cửi một con bò điện nhỏ trở về vừa vào sân liền nhìn thấy Phùng Bảo Bảo từ phòng tạp vật đi ra đầu đầy mồ hôi mang theo một hộp dụng cụ đang muốn lên lầu vội vàng gọi cô lại cục cưng em làm gì vậy Phùng Bảo Bảo xoay người nhìn đồng ấu trúc và tiết tinh cười hì hì đi tới, hưng phấn nói. Đồng tỷ, ta đem chúng ta đại ban công thượng phòng ở cho thuê đi ra ngoài, ta thuê 500 khối tiền, một phó hai đặt 1.500, đủ chúng ta tháng này chi tiêu, ta lợi hại đi. À, ngày hôm qua nói, cậu thuê nhanh như vậy, phòng trên đỉnh rất phơi nắng, còn có người thuê. Tiết tinh cao gầy đeo kính gọng đen kinh ngạc nói. Dịp đại ca liền thích Nam Bắc thông thấu phòng ở. Khoan hãy nói, mở ra nam bắt cửa sổ đối lưu, gió ô ô, không chút nào cảm thấy nóng. Dịp đại ca. Nam, người thuê phòng đâu? Đồng ấu trúc hỏi. Họ vừa chuyển đồ đặt lên, và bây giờ họ đang đi qua dây điện. Đồng ấu trúc nhìn Phùng Bảo Bảo, là gần đây nàng cấp bách dùng tiền liên lụy Phùng Bảo Bảo cùng tiết tinh, khiến cho sinh hoạt phí tháng sau của các nàng cũng không có tin tức tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc chấm giao su sinh chấm gì kim khá hơn chút nào chưa phùng bảo bảo hỏi làm xong giải phẫu bác sĩ nói giải phẫu làm không tệ đồng ấu trúc dùng khăn giấy cho phùng bảo bảo lau mồ hôi trên trán nói vậy là tốt rồi ta ngày mai đi bệnh viện bồi nàng phùng bảo bảo vui vẻ nói các nàng theo cầu thang một đường đi lên đồng ấu trúc nhìn phùng bảo bảo phía trước liếu ríu hưng phấn nói chuyện chuyển nhà buổi chiều không khỏi nhớ lại, từ sau khi mẹ qua đời, cô đã rời khỏi nhà ở Tây An 5 năm. Đến quê mẹ cô thi đậu đại học, năm ngoái Phùng Bảo Bảo đến tìm cô nói hợp cổ phần mua một tòa nhà nhỏ ở thôn Đại Hạ, cô còn có chút tiền liền đồng ý. Ai ngờ năm nay dì Kim từ nhỏ nuôi lớn cô sinh bệnh nằm viện, phải làm phẫu thuật, một học kỳ này tiền của cô rất khẩn trương, không chỉ mượn tiền, còn thiếu nợ. Vì thế, mỗi tuần, một, ba, năm buổi tối, cô đều phải trực đêm ở bên ngoài, tiền kiếm được để trợ cấp cho gia đình. Dịp hồi chu nghe được thanh âm, liếu riếu của cô gái ở đầu cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn. Từ giữa cầu thang đi lên ba cái cô nương, không, là nữ sinh đại học, phía trước một cái là cổ linh tinh quái phùng bảo bảo. Cô gái ở giữa mặt một bộ váy liền áo ô vuông màu xanh lá cây. Thân trên phối hợp với một chiếc áo sơ mi trắng viền ren, mặt trái xoan, ngũ quan mỗi một chỗ đều vừa vặn, nhưng tụ cùng một chỗ liền hình thành kinh diễm. Thời tiết dương thành tháng 7 vẫn oi bức oi bức. Tay phải nàng mang theo rương dụng cụ cực lớn, phỏng chừng là nóng, trên mặt cô nương lộ ra đỏ ửng, mồ hôi tinh tế đều chảy ra. Phía sau có một nữ sinh khoảng một M75, đeo một cặp kính rộng đen, người rất điềm đạm nho nhã, nhìn qua bình bình đạm đạm. Chỉ mỉm cười nhìn Phùng Bảo Bảo kêu dịp hội châu mau tới lấy hộp dụng cụ. Chương 7 chúng ta ấu trúc có người không nhọc ngươi phí tâm bạn đang nghe tại truyện chấm audio học dụng cụ dịp hồi chu hơi gật đầu xem như chào hỏi thời đại học chính là tốt đẹp như vậy dịp hồi châu xem ra hết thảy đều không nói bốn bạn nam và ba bạn nữ gặp nhau trên ban công tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi lập tức quen thuộc nhị sư huynh vương lục nghệ lúc nhà anh ta chưa phá bỏ và dời đi nơi khác thì theo cha nghỉ hè làm thợ điện ở công trường trước khi lên đại học đã thi bằng điện tiện tay lấy ra hiện tại rất xem thường dịp hồi chu tùy ý đi tuyến trực tiếp đuổi dịp hồi chu ra khỏi phòng tự mình động thủ nhị sư huynh là người địa phương rửa chân lên ruộng thuần phát thiện lương thôn bọn họ vừa vặn đúng lúc sửa lều nhà bọn họ phân đến ba mươi mấy căn phòng cùng mười mấy cửa hàng tổng giá trị tuyệt đối có mấy trăm triệu nhưng mỗi tháng cho hắn sinh hoạt phí còn không nhiều bằng dịp hồi chu nhưng nhị sư huynh lại dựa vào kỹ thuật thợ điện kiếm thêm thu nhập, suốt ngày vui tươi hớn hở, sống rất dễ chịu. Không giống dịp hồi chu, kiếp trước sắp 40 tuổi người, đã trải qua xã hội tàn phá, nhìn quen thế gian ấm lạnh. Từ khi sống lại, đối với sinh tử hắn đã sớm xem nhẹ. Hắn có đôi khi sẽ nghĩ, ta như vậy có tính là sống lại hay không? Tái sinh có ý nghĩa gì? Đây có phải lại là một giấc mộng hay không? Lúc này dịp hồi chu, người thanh niên trước kia vẫn ảnh hưởng đến mọi mặt của hắn. Hắn cũng sẽ không kháng cự loại phản ứng tự nhiên này. Anh ra khỏi phòng, đi tới ban công nhỏ bên cạnh. Chính mình tựa vào tường, tay phải xoa xoa ống quần quần dinh, tự trong túi sau mông lấy ra bao mềm nhăn nhúm thuốc lá cát trắng. Giờ phút này bao bị mềm bạch sa yên, đều bị chà đạp không ra dáng vẻ. Hắn nhéo nhéo tựa hồ còn có hai điếu, rồi. Xé nát bao thuốc lá đổ ra một điếu, còn có một điếu kẹp lỗ tai. Lại tuốt thẳng điếu thuốc có chút biến dạng, dùng díp mua ở hàng vỉa hè, đinh, một tiếng châm lửa, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc ở trong cổ họng vòng vo ba vòng, hắn không thích dùng mũi, liền dùng miệng phun ra một cái hình bầu dục vòng tròn. Vòng tròn lớn đặt vòng tròn nhỏ, theo vòng tròn dần dần mở rộng ở trong gió nhẹ bồng bềnh. Anh nhìn cánh đồng lúa xanh mướt phía dưới, gió thổi qua, tiếng va chạm của thân cây lúa mì, cực kỳ giống tiếng sóng vỗ bờ biển lắng nghe thanh âm này tâm tình dần dần bình phục lại dịp hồi chu học kỳ trước chúng ta đã gặp nhau cậu còn nhớ không đồng ấu trúc đi tới nhìn đồng ruộng dưới lầu nói ừ năm ngoái ở nhà ga đón tân sinh viên anh còn coi em là tân sinh viên em thường xuyên suy nghĩ khi đó em còn trẻ như vậy sao dịp hồi chu trêu chọc hỏi hiện tại ngươi cũng không già sắc mặt đồng ấu trúc có chút tiêu tụy, nhìn điếu thuốc lá dịp hồi chu kẹp trên tay, thập phần bình tĩnh nói. Tôi mệt rồi, cho tôi một điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Lần này, dịp hồi chu sửng sốt. Thế nào? Nữ sinh đại học hút thuốc anh chưa từng thấy sao? Dịp hồi chu hai đời cộng lại, cũng là sáu bảy mươi tuổi người, cái gì sóng gió quái sự chưa từng thấy qua, lập tức yên lặng lấy thuốc lá bên tai, đưa qua. Dùng díp thô giả để châm thuốc lá đồng ấu trúc nhàn nhạt hút một hơi thuốc liền ghé vào lan can ban công nhỏ nhìn phong cảnh ruộng lúa mạch phía dưới cũng không lên tiếng điếu thuốc của cô cháy trên ngón tay cũng không hút nữa dịp hồi chu hút xong điếu thuốc chuẩn bị vào phòng xem tiến độ của nhị sư huynh đột nhiên đồng ấu trúc lên tiếng ngươi không hỏi một chút vì sao ta mệt sao tại sao dịp hồi châu hỏi hắn cùng mỹ nữ này cũng không phải rất quen thuộc đồng ấu trúc thấp giọng nói mẹ tôi sau khi bị ung thư phát hiện mang thai tôi mà bà không muốn phá bỏ tôi cho rằng tôi là món quà cuối cùng ông trời ban cho bà sau khi mẹ tôi sinh ra tôi bệnh tình nặng thêm kiên trì đến khi tôi qua đời khi lên trung học cơ sở mà tôi bởi vì mẹ rời đi mà mắc bệnh trầm cảm hiện giờ tình huống của tôi đã ổn định lại một người thân của tôi nằm viện làm phẫu thuật tôi sợ mất đi cô ấy tình hình phẫu thuật thế nào dịp hồi châu hỏi không sao bác sĩ cho rằng tuần sau có thể xuất viện rồi dịp hồi chu mỉm cười giảng đạo vậy là được những năm trước đây đại dịch rất nhiều người xem sinh tử rất nhạt bao gồm cả ta bất quá ta nghĩ thông suốt vẫn là muốn tích cực mà sống không phải sao đồng ấu trúc xoay người lại trên khuôn mặt tinh xảo hai mắt ngấn lệ dịp hồi chu nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy mệt mỏi của nàng không do dự cảm thấy một trận khó chịu, đưa tay lấy điếu thuốc trên ngón tay nàng ra. Bắn lên không trung, lão đảo rơi xuống dòng sông nhỏ dưới lầu. Ngồi sâu nhăn mày mày, hút thuốc này không tốt cho làn da con gái, đừng hút nữa có được không? Đồng ấu trúc lau khô nước mắt ngẩng đầu lên, nói. Từ, không hút nữa. Cảm ơn mẹ đã đưa tôi đến đây, và tôi sẽ đối mặt với cuộc sống với niềm tin của mẹ. Một lần nữa nhận thức một chút, tài chính lớp hai đồng ấu trúc, hoan nghênh người gia nhập tuế nguyệt tiểu lâu. Nhất bang, dịp hồi chu, quấy rầy rồi. Sửa xong dây điện đã là thời gian ăn cơm tối, bốn nam ba nữ cùng đến đầu bếp lớn tương nam ở cửa Tây Đại học Công Thương. Tủ bát lớn mở ở cửa Tây đã 10 năm, trang trí rất bình thường trên một con phố ẩm thực. Ông chủ là người bạch sa chính cống, nhiệt tình hiếu khách, thường giảm giá cho học sinh của họ, cho nên mỗi lần liên hoàn ký túc xá 404 đều đến bát lớn đầu bếp. Tủ bát lớn không phải tất cả các món ăn đều cây. Đồ ăn rất cây trên thực đơn chiếm 20% toàn bộ thực đơn, đồ ăn không cây chiếm 30%, tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc. Giao su xu xuyên. Công còn lại 50% là món ăn cây, cây mà đại đa số mọi người có thể chấp nhận. Trong đại sảnh đa số là sinh viên năm ba, bọn họ phải rời trường muộn hơn đàn em vài ngày hầu hết đều biết. Bọn họ nhìn thấy 404 một đám gia súc, mang theo mấy cái mỹ nữ đẩy cửa tiến vào, đều cảm giác được khiếp sợ. Trong đó nhất là lớp trưởng kim lớp ngoại ngữ, phó chủ tịch hội sinh viên học viện ngoại ngữ Hồ Đằng Giao, thấy đồng ấu trúc cùng người hình như là lớp tài chính đi vào. Hai năm nay, hắn thừa dịp lăn lộn đến hội học sinh phó chủ tịch vị trí thượng, điên cuồng đuổi theo cũng đồng dạng là phó chủ tịch đồng ấu trúc kết quả đồng ấu trúc lễ phép nói cho hắn biết không được đang lúc hắn chuẩn bị dùng chút thủ đoạn cửu cửu làm việc ở thành phố của hắn liền nghiêm khắc cảnh cáo hắn không nên đụng vào đồng ấu trúc hắn bề ngoài đáp ứng rất tốt nhưng hắn còn chưa từ bỏ ý định âm thầm hỏi thăm lai lịch của đồng ấu trúc liền biết nàng đến từ tây an về phần bối cảnh gia đình gì gì đó lại cái gì cũng không hỏi thăm được điều này khiến hắn âm thầm giật mình cũng khơi dậy hứng thú cùng lòng háo thắng mãnh liệt của hắn. Ấu Trúc, ngươi đến rồi, hiện tại không có chỗ, các ngươi đến bàn của chúng ta đi. Hồ Đằng Giao đứng dậy, nhanh chóng tiến lên kéo cái ghế, muốn cho đồng Ấu Trúc ngồi xuống. Ngươi nên gọi đồng sư tỷ, chúng ta định vị trí, phiền ngươi nhường cho chúng ta lên lầu. Phùng Bảo Bảo giống như một con nhím nhỏ nổ tung, sửa hung hăng chèn ép Hồ Đằng Giao. Đồng Ấu Trúc nhíu nhíu mày, nói một câu. Xin lỗi, mọi người chúng ta đã hẹn rồi, cục cưng đi. Người bốn nhìn hồ đằng giao vẻ mặt không vui như đang chế giễu. Nhị sư huynh hi hi ha ha lúc lên lầu còn quay đầu lại, đánh mất một câu. Ấu trúc chúng ta có người, không phiền ngươi phí tâm. Chương 08 Tài chính thiếu thời điểm, tình nguyện làm quốc tế ngoại hối cùng Hoàng Kim. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhã tọa lầu 2 trong tủ chén lớn, bởi vì chuyện vừa rồi, quan hệ của mấy người trẻ tuổi lại không tự giác đi vào một tầng, rất có cảm giác bái lạy. Mọi người vui đùa ầm ĩ, dịp hồi chu đứng ở cửa gọi ông chủ mập vào gọi món ăn. Mập lão bản từ phòng bếp hấp tấp chạy tới giảng đạo. Lão tứ các ngươi ký túc xá, đã lâu cũng không tới ta nơi này ăn cơm, các ngươi khi nào thì đi. Mấy người bọn họ trở về, tôi sẽ không trở về, nghỉ hè xem có thể làm thêm hay không. Vậy thật tốt quá ta xây một cái xào cổ phiếu bày ngày mai trong bầy người muốn tới ta nơi này ăn cơm, thuận tiện nói chuyện thị trường chứng khoán, các ngươi mặc dù là sinh viên, như thế nào cũng là chuyên nghiệp đấy, ta kéo ngươi đi vào, chống đỡ trang diện. Ông chủ mập họ Tống, tên thật là Tống Bưu, hơn 40 tuổi, nấu rất ngon. Mấy năm trước kiếm được tiền, nhưng một năm gần đây, nghe bạn bè mở đại A, à, lập tức chơi vào. Bất quá ông chủ mập rất cởi mở, dưới sự giam cầm sâu sắc, tích cực học tập tri thức tài chính, chuẩn bị cổng vợ ném thêm một khoản, nhất định phải xoay người hát. Dịp hồi chu cười lấy điện thoại di động ra, một bên bỏ thêm cổ phiếu của ông chủ mật, một bên theo ông chủ mật vào phòng. Hắn ở cửa nhìn thấy, nhị sư huynh thế nhưng liếm mặt theo, tiết tinh cao gầy đeo kính rộng đen song song ngồi cùng một chỗ, đang ở nơi đó xì xào bàn tán. Dịp hồi chu là người từng trải, hiện tại là Lan Hữu Tình, Thiếp Hữu Ý, hai người đang nghiên cứu bình nước sắt trên bàn. bốn trăm linh bốn đám gia súc này, tất cả đều giả bộ cũng không phát hiện, dự định tác hợp nhị sư huynh. hắn cũng cười cười, trong lòng cảm thán nói: tuổi trẻ thật tốt a. À? bởi vì có một mỹ nữ, lưu manh cùng ký túc xá có chút gò bó. Dịp hồi chu dứt khoát dở trò xấu đem một cái thực đơn cũ đưa cho mỹ nữ đồng ấu trúc. lúc mới bắt đầu đồng ấu trúc còn không hiểu chuyện gì xảy ra càng về sau cũng có chút hiểu được. Thì ra trên thực đơn cho đồng ấu trúc tất cả đều là đồ ăn cay. Đồng ấu trúc nở nụ cười, ấn đầu người gọi bảy món ăn thêm một món canh. Lão bản mập cười hiếp mắt nhìn đồng ấu trúc nói. Mỹ nữ, mấy món này toàn bộ đều thêm cay, cô xác định yếu điểm. Đồng ấu trúc cười gật đầu. Chờ gọi đồ ăn xong, đồng ấu trúc nhìn anh em 404 nói. Bia hay là trắng? nhìn vẻ mặt cười hiếp mắt của đồng ấu trúc kia mấy anh em cùng phòng ngủ đương nhiên là không cam lòng cùng nhau vỗ bàn trắng trắng ông chủ mang sáu chai rượu tới đây lần này dọa được người trong ký túc xá ánh mắt nhìn về phía đồng ấu trúc có chút không giống ta thi nữ hán tử a lão bản mập lúc này đổ thêm dầu vào lửa nói sắp nghỉ rồi tiền rượu tính cho ta ta cho các ngươi một tá Diệp hồi chu vương tay khen ông chủ mập, sau đó vung tay lên, nói. Mọi người vì chuyện tôi chuyển nhà bận rộn một ngày, uống say, tôi đưa về ký túc xá cho mọi người, ha ha ha. Nếu đã nói đến đây, đám anh em cùng phòng còn chưa mang đồ ăn lên, đã trực tiếp khai trương. Bởi vì Phùng Bảo Bảo không biết uống rượu, cho nên đành phải lấy Sprite thay thế. Trên thực tế Phùng Bảo 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 động ấu trúc muốn thăm dò tử lượng của dịp hồi chu, dù sao nam nữ cùng chỗ, vẫn hy vọng hiểu biết nhiều một chút. Đây là ông nội cô đã nói với cô. Uống rượu, rượu phẩm đại khái có thể nhìn ra tính cách chân thật của một người. Chén rượu đầu tiên, đồng ấu trúc đứng lên nâng chén, tự mình kín một chén. Không khí thoáng cái tô đậm lên. Đám nam nhân trong ký túc xá trăm linh 4 này làm sao có thể so sánh với nữ nhân. Từng người một uống say sưa. Dịp hồi chu cũng không nói gì, chỉ cười cười đứng lên một ly ba đồng, uống một hơi cạn sạch, sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống. Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Sau khi mở đũa, anh chú ý một chút. Lão Đại là người đặt khu nhiếp hoa, nguyên quán Nam Ninh Quảng Tây, kế thừa tính cách hào sản của Nam Ninh, không ngờ tử lượng cũng không tệ lắm. Nhị sư huynh người địa phương, uống không quen rượu lan, nhưng bởi vì muốn ở trước mặt mỹ nữ làm gương, da đầu cứng trắng cũng phải uống hết lão Tam Dương thần hô hòa hạo đặt người, mặc dù là người Hán, nhưng mông cổ thảo nguyên đi ra, hai chi tiểu lan tử bốn lạng rượu trong chốc lát liền cho hắn uống cạn. Đơn giản, hắn lại muốn nửa rương tới. Bữa cơm này, ăn đến, lúc sắp đóng cửa, sau đó nhị sư huynh, lén lúc mua hóa đơn. Bốn ca, đưa ba vị mỹ nữ trở lại tiểu viện, sau đó tập thể trở về bốn trăm linh bốn ký túc xá. Một đêm không nói gì. Trưa hôm nay, nhị sư huynh lái xe chở dịp hồi chu chuyển hành lý đến tuế nguyệt tiểu lâu bọn họ ở trên sân thượng vừa thu dọn xong chợt nghe thấy phùng bảo bảo ở dưới lầu hô xuống chuyển đồ năm tháng tiểu lâu bên trong ba mỹ nữ sáng sớm hôm nay tại trong kho hàng nhỏ tìm được rất nhiều củ mộc gia tư hưng phấn các nàng lau xong về sau đương nhiên cần bày biện dịp hồi chu và nhị sư huynh vừa vặn làm cu li ba mỹ nữ còn thỉnh thoảng hỏi dịp hồi chu và nhị sư huynh bàn trà đặt ở đây có được không? Cái bàn bát tiên kia, hướng về phía cửa là bày thẳng hay là bày ngang? Dịp hồi chu đứng ở cửa ngậm một điếu thuốc châm lửa, hứng thú nhìn tất cả. Đơn giản chờ các nàng thương lượng xong, an bài một lần. Đối với câu hỏi của ba người đẹp, anh ta chỉ có thể trả lời. Ừm. Không tội. Rất tốt. Đây là bài học từ kiếp trước của hắn. Lúc này hắn cũng không dám đắc tội, đang ở trên tinh thần các nữ hài tử. Thời gian ăn cơm tối, ông chủ mập gửi uy chát cho anh, bảo anh đến tủ bát lớn giới thiệu cổ đông cho anh làm quen. Anh khéo léo từ chối, từ chối ngày hôm qua uống nhiều hôm nay còn choáng ván đầu, sẽ không tới. Bởi vì hắn cảm thấy, tìm ông chủ mập mạp của Thư Uyển ngược lại là hảo tâm, nhưng người ông chủ mập quen biết tuyệt đại bộ phận đều là cổ đông thu hút rất sâu. Hắn vừa đi, nhất định sẽ cho đám cổ đông kia có hy vọng nếu như dẫn người đầu cơ cổ phiếu, vậy 89 phần 10 là kết thù kết oán. Thay vì sau này kết thù kết oán, không bằng hiện tại kiên quyết cự tuyệt, hoặc là tuyệt không gặp mặt. Trên thực tế, thị trường vàng ngoại hối sạch hơn nhiều so với Big A. Nguyên nhân rất đơn giản, đại A bởi vì chỉ có làm nhiều cơ chế, tuy rằng có thể làm không, nhưng mờ ám bên trong lớn bao nhiêu, cả đời trước mình làm quản lý quỹ tư nhân học còn không biết. Nói không dễ nghe, cơ chế làm không của đại A, cho tới bây giờ, chỉ giới hạn trong cổ phiếu chỉ hàng hóa tương lai. Có cơ chế làm trống này, chính là cấp trên cung cấp cho cơ quan, không liên quan quá lớn đến dân chúng bình thường. Việc làm trống trong nước cũng chính là lựa chọn cổ phiếu rất phổ biến của chúng ta. Giống như quyền chọn cổ phần của đại A trong nước chúng ta, yêu cầu quỹ mở tài khoản với quy mô trên 50 triệu tiền mặt. Nếu quy mô sản phẩm của quỹ tư nhân trên 500 triệu, bạn mới có thể xin quyền chọn cổ phần một khi bạn áp dụng một lựa chọn cổ phiếu bạn thực sự trở thành một bên trống rỗng quyền chọn cổ phiếu là cái quái gì vậy nó là một sản phẩm quản lý tài chính với các công ty chứng khoán để đánh bạc làm thế nào để cá cược với các công ty chứng khoán bởi vì trong tay công ty chứng khoán có vé dung hợp cho nên hắn thông qua quyền chọn cổ phiếu có thể làm nhiều và làm không nhà môi giới sẵn sàng sử dụng những tấm vé này và bất cứ ai trong thị trường quyền chọn để đặt cược, để bù đắp cho sự tăng giảm trong tương lai của cổ phiếu. Cho nên, giao dịch sản phẩm lúc này chỉ giới hạn trong một số ít người thao tác bên trong, đây là một hiện tượng vô cùng đáng sợ. Bởi vậy khi tài chính của anh ít, tình nguyện làm ngoại hối và vàng quốc tế. Chương 09 Trở về thuyền lão đệ, vận khí của người tốt như vậy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio dịp hồi chu trên một đời dù nói thế nào cũng lăn lộn 10 năm quỹ giới hoặc nhiều hoặc ít biết một ít nội tình tin tức cùng bí mật nhưng trước đây hắn làm tư nhân 90% vốn đều ở trên thị trường ngoại hối Mỹ trong nước cũng chính là ở trên cổ phiếu mới đánh trăng tế trên thực tế các hộ lệ đánh cổ phiếu mới cũng không phải dễ đánh như vậy có hộ cho dù trúng cổ phiếu mới cũng có thể phá sản trong ngày đưa ra thị trường nhưng các quỹ lớn hoặc các quỹ tư nhân thì khác tất cả các công ty niêm yết trên thị trường hiện nay, bất kể là bản khoa học hay bản lập nghiệp, trong tay các công ty chứng khoán cung cấp vé tương ứng cho mọi người, hơn nữa có một số vé mọi người sẽ nhìn thấy. Ví dụ như muốn mua cổ phiếu mới, nếu bạn là một tổ chức đi mua IPO, thì công ty niêm yết thông thường sẽ giảm giá cho bạn. Ví dụ như giảm giá 80%, giảm giá 90%. Nhưng cổ phiếu ngày hôm đó có thể dùng một phần vốn, phải kéo lên một chút, ngày hôm sau có thể rớt giá. Tại sao cho đến nay, tất cả các cổ phiếu mới gần đây đã giảm mạnh kể từ ngày giao dịch thứ hai, bởi vì tất cả các kịch bản của Big A đã thay đổi cho đến nay. Hiện tại, tất cả cơ cấu đánh cổ phiếu mới vào ngày hôm sau, toàn bộ thông qua phiếu nắm giữ trong tay, ngược lại đi làm phiếu hòa, vậy có thể tập trung lợi nhuận của mình. Ý anh là sao? Nếu tôi là một nhà môi giới, tôi đã mua cổ phiếu của công ty đại chúng này. Thời gian giải mã iPhone là cần hơn nửa năm, nhưng nửa năm sau khi anh muốn rời khỏi, có một chức năng, chính là ngày hôm sau, tôi có thể tiến hành giải mã vé của tôi. Tương đương với ngay từ đầu làm nhiều, có thể đem lợi nhuận 10%, 15 thậm chí 30% khóa lại. Đến ngày hôm sau trực tiếp dung phiếu, bởi vì chỉ cần nó rớt xuống, bên này kiếm tiền bên kia lỗ tiền, như vậy tài khoản cơ bản ngang hàng. Vạn nhất nó tăng lên, vậy thì không sao cả dù sao công ty chứng khoán cũng phải kiếm được 23% lợi nhuận. Đạo lý này chính là, phiếu hòa tan là vì trong thị trường tăng lượng lớn cổ phiếu lưu thông, biến tướng vì trong thị trường tăng thêm nhiều đầu, muốn hắn tiếp nhận càng nhiều lợi thế. Cho nên, đa số cổ phiếu mới sau khi kéo cao, một đường âm rớt, rớt một hai năm thật khiến người ta không biết nói gì. Vé này là trong tay công ty chứng khoán, vé này của hắn trong thời gian nhất định hắn cũng không lưu thông được, hoặc là ở trong thị trường, có nguyên nhân khác không thể lưu thông đương nhiên cơ quan chính là cơ quan kết quả là công ty này đã cho cơ quan thứ ba mượn vé này mà sau khi cơ quan bên thứ ba mượn qua vé này tương đương với mua vé này ném cho thị trường cấp hai sau khi hết hạn nửa năm trên đường rớt giá cơ quan bên thứ ba chỉ cần mua lại vé này với giá thấp rồi trả lại cho công ty chứng khoán là được giá chênh lệch ở giữa chính là cơ quan này đi khóa chặt đi kiếm tiền huống chi phiếu hòa nhập của công ty chứng khoán, không phải cơ quan bình thường anh có thể lấy được. Chúng ta là hồ lẻ, rau hẹ thì càng không cần phải nói. Dịp hồi chu đời trước ở quỹ tư nhân, cho dù bọn họ tư nhân ở địa phương rất trâu bò, nhưng là cửa đều không có. Theo hắn được biết, tất cả vé dung phiếu hiện tại đều là chơi nội bộ tài chính của công ty chứng khoán. Bạn thấy tất cả vé kia đến ngày hôm sau từ từ rớt xuống, rất là tiền của ai, mua là tiền của ai mua là một đống tiền đánh cổ phiếu mới vọt vào không ra. Các quy tắc giao dịch hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Và các quy tắc giao dịch này chỉ cho phép những người nắm giữ số tiền lớn trên thị trường được phép chơi trên lệch giá. Mà hàng ngàn hàng trăm triệu rau hệ thấp hơn 50 vạn, chỉ biết mua nhiều, căn bản là không biết làm phiếu hòa tan cũng tốt, làm quyền chọn cũng tốt. Làm thế nào để tập trung vào lợi nhuận của mình, hoặc là ngược lại để đạt được lợi nhuận của mình, cảnh tượng giao dịch này nhìn thấy thèm thuồng nhưng không có phần của bạn. Cho nên, hiện tại lượng tài chính của hắn ít, sẽ không chơi cổ phiếu A, vẫn là chơi loại có làm không đi. Anh mở uy chát, tìm được nhóm cổ phiếu của ông chủ mập. Ông chủ mập lấy một cái tên tốt đẹp và cay đắng như ngưu quốc, men, mãn thị. Dịp hồi châu ở trên điện thoại di động tra một chút cách đọc cùng ý tứ của chữ quốc, quốc ý tứ là tức giận, phiền muộn, oán giận đồng nghĩa. Có thể thấy được ông chủ mập đối với đại a là phẫn quốc cỡ nào anh nhấn vào gửi một khuôn mặt tươi cười lúc này ông chủ mập tống bưu đang ăn cơm với mấy người bạn trong tủ chén lớn điện thoại di động bên cạnh rung lên anh cầm điện thoại di động lên nhìn tên mạng sa tự hồi chu anh biết dịp hồi chu vì thế anh lập tức đánh chữ giới thiệu trong nhóm ta giới thiệu một chút sa tự trở về thuyền là công thương đại học tài chính ban cao tài sinh mọi người hoan nghênh tên uy chát của Trương Đình ngồi bên cạnh anh, tăng giá, bên cạnh bỏ thêm một cái đầu heo, dương tuyến, dương tuyến, cố thượng cung, cổ thượng công, còn có ngưu trùng thiên chưa tới, Trương Đình là chủ nhiệm bộ phận quản lý đường phố ở cửa Tây Trường học. Dương nhàn, dương tuyến, thêm một ti chấp giảm xuống, trước 36 tuổi là kỹ sư của một nhà máy lớn, đáng tiếc không thể tránh được định luật 35 tuổi, quan vinh mất việc, hiện tại đầu tư cổ phiếu, dự định qua một thời gian ngắn mở tích tích. Cố Thương Cung, Cố Thượng Công, là chủ nhiệm liên phòng thôn trên dưới, ông ta và ông chủ mập là anh em bái bà tử. Nhờ có Cố Thương Cung, ông chủ mập ở cửa tây mở khách sạn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có người trên hát đạo bạch đạo tìm hắn gây phiền toái. Còn có Ngưu Trùng Thiên chưa tới tủ bác lớn, tên thật là Ngưu Trùng Thiên, là đầu bếp chính của căng tin công nhân viên chức đại học công thương. Mấy người bọn họ nhao nhao ngẩng đầu. Trương Đình đánh chữ hoan nghênh người mới gia nhập, tìm ông chủ mập của thư uyển phát lì xì vui vẻ. Dương Nhàn Tôi đồng ý, ít nhất 88 đồng. Cố thương cung phát một cái, ngồi chờ nhận bao lì xì. Trâu bò cũng như trên. Ông chủ mập mạp bụng tròn vo cũng không phải là người keo kiệt, tiền lì xì 200 tệ của 6 người và dây liền phát ra. Dịp hồi chu cười một cái, mở bao lì xì ra lại có 100 linh một đồng. Hắn không khỏi sửng sốt một chút vận khí tốt như vậy. Trương Đình gửi một biểu tình khoa trương, lại dùng giọng Đài Loan. Qua, wow, hồi chu lão đệ, vận khí của ngươi tốt như vậy. Mau tới bác lớn đầu bếp cho tỷ tỷ còn một cái, ngày mai cổ phiếu của ta nhất định tăng giá rồi. Dịp hồi chu nghe xong giọng Đài Loan ngọt ngào mềm mại, rất giống giọng nói làm nũng của Trần Ân Kiều, nhất thời nổi da gà. Bọn họ hàng huyên trong chốc lát, dịp hồi châu điện thoại di động sắp hết pin liền trở lại sân thượng trong phòng của mình, một bên sạc điện, một bên mở máy tính. Từ khi làm hoàng kim ngoại hối, hắn liền thật lâu không có thượng Đông Phương Tài Phú rồi, mở ra Đông Phương Tài Phú võng ngày 30 tháng 6 thượng chứng thu bàn 3.202 điểm. Ông nhớ rất rõ rằng ngày 23 tháng 5 năm nay, Big A đã nhảy xuống từ 3.300 điểm, và trong suốt tháng 6 tại 327031 năm hơn 100 điểm trong phạm vi chấn động hình chữ nhật giá thị trường cuối tháng 6, chỉ số cấp trên hoàn toàn áp chế giao thoa giữa 60 anten và 120 anten, trong thời gian ngắn, không có lợi ích lớn, thì không lên tới 120 anten. Hơn nửa lượng giao dịch phiên giao dịch lớn tháng 6 bắt đầu thu hẹp dần, phần lớn lượng cổ phiếu giảm xuống, tháng 4 tháng 5 người đuổi theo mức cao thua lỗ lông gà máu Việt. Dịp hồi chu cảm khái đại A, à, mười mấy năm hơn 3.000 điểm công phòng trên dưới, cho dù là ông cụ Butterfield tới cũng phải lột da. Chương 10 Hôm nay USD đổi yên hoạt động rất mạnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một chút mát mẻ vào buổi sáng ngày 3 tháng 7. Ánh mặt trời chiếu vào ban công lớn cách cửa sổ chiếu vào trong phòng, dịp hồi chu không về trường tập thể dục buổi sáng, đi ra khỏi phòng đi tới ban công nhỏ, nhìn thấy đồng ruộng xanh mơn mởn phía dưới, tâm tình tự nhiên rất tốt. Ánh mặt trời chiếu lên người, có một loại cảm giác ấm áp nhìn núi nhỏ liên miên không dứt xa xa, thật sự có một loại cảm giác trời cao mây nhạt, lòng ta bay lượn. Hắn cách lan can cửa sổ vương tay ở trên bàn học cầm lấy điếu thuốc tối hôm qua hút còn dư lại, buổi sáng rời giường một điếu thuốc, khoái hoạt qua thần tiên. Hắn hút thuốc phản ứng lại, trời cao mây nhạt, lòng ta bay lượn, hình như là quảng cáo thuốc lá bạch sa. Hắn ghé vào lan can, nhìn ruộng lúa phía dưới, trong lòng tính toán qua kỳ nghỉ sẽ là năm tư. Dựa theo kinh nghiệm cả đời trước của hắn, một khi năm tư sắp tốt nghiệp thoáng cái đã qua. Hơn nữa đến giai đoạn này, chương trình học cũng cơ bản kết thúc, không cần đi học ở trường, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho tiền đồ của mình. Bận rộn ứng tuyển và thực tập chờ đến trường học tập. Đặc biệt là Đại học Quản trị Kinh doanh Dương Thành không liên quan gì đến 211 và 985, tuy không phải là trường gà rừng, nhưng cũng là trường đại học loại 2 của dân lập hầu hết sinh viên tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp và trở thành việc làm linh hoạt không giống kiếp trước hắn là cuối cùng một giới quốc gia bao phân phối đăng nhập quy chát trong nhóm của lớp giáo viên hướng dẫn cao chí đan của khoa bọn họ sáng nay lại gửi thông báo thông báo cho người muốn ở lại trường nhanh chóng đăng ký ký túc xá dịp hồi chuông nhắn tin cho cao chí đan bảo cậu không cần sắp xếp ký túc xá nói cậu đã thuê phòng ở bên ngoài trường học sau đó dùng chân dẫm tắt tàn thuốc, hoạt động thân thể một chút. Đánh một bộ trước kia tiết thể dục đi học, 24 thức thái cực quyền, hơi ra một thân mồ hôi, liền xuống lầu chuẩn bị đi mua bữa sáng. Xuống lầu, trong sân yên tĩnh, ba cô gái đều không thấy bóng dáng. Hắn đi mấy trăm mét từ trong một ngõ nhỏ đi ra, đi tới con phố chính của thôn Thượng Hạ. Trên đường người đến người đi rất phồn hoa. Trên đường còn có trạm xe buýt bên cạnh rất nhiều người mua đồ ăn sáng. Hắn ở trước mặt một vị đại nương mua bánh quẩy, đột nhiên phát hiện hai mỹ nữ trong sân, đang bán điểm tâm. Anh cầm hai cái bánh quẩy đi tới, này, các cậu bán bữa sáng đấy. Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu vừa nhìn liền cười nói. Tứ gia ngươi đứng lên đi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngủ nướng, có tới hay không một ly bảo bảo bài sữa đậu nành, mới ra lò, hai đồng năm một ly, bốn đồng một ly lớn. Cho một ly lớn, không thêm đường Dịp hồi châu cười cầm điện thoại di động trả tiền Vừa uống sữa đậu nành tươi ngon Vừa ăn bánh quẩy vừa hỏi Đồng chủ tịch không ở cùng các người sao Tiết tinh đeo kính gọng đen đang dùng máy bịt miệng đậy nắp trà sữa cười giảng đạo Tiểu đồng, đến nhà ga đón xe rồi, vì nó tới đây À, các cậu bán sữa đậu nành một ngày có thể bán được mấy ly Chúng ta tháng trước mới làm, chỉ làm bữa sáng bình thường bán hơn 200 chén, còn có mấy chục cái trứng luộc trà. Tiết Tinh nói. Dịp hồi chu nhìn xe ăn sáng dùng xe ba bánh cải tiến một chút, mặt trên là một nồi trứng gà xào lớn, bên cạnh là hai thùng sữa đậu nành ép thủ công inox. Mỗi ngày sau khi rời giường, ba mỹ nữ các nàng cần đem đậu dùng để ép sữa đậu nành đóng gói kỹ, đem nước ép sữa đậu nành đun sôi bỏ vào trong thùng inox. Trải qua hơn một giờ bận rộn, những thứ này đều nhất nhất chuẩn bị đầy đủ hết, 6 giờ 30 liền đạp xe tới nơi này. Hắn mơ hồ biết, hai mỹ nữ này bán bữa sáng không phải vì thể nghiệm công việc, tiền có được cũng không xài lung tung, trên thực tế là vì vú em đồng ấu trúc nằm viện làm phẫu thuật. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có năng lực đó, giúp được đồng ấu trúc. Bất quá hắn sống lại một đời, tự nhiên nghĩ đến thông suốt, đời trước chính là một hồi mặn chua cây đang sen mộng. Tất cả chỉ là thoáng qua đời này hắn nghĩ thông suốt, người sống cả đời như vậy mới mấy chục năm. Không bằng nghĩ thoáng một chút. Mọi việc không nên suy nghĩ quá nhiều, hiểu được hưởng thụ nhân sinh đơn giản, nhân sinh mới có thể càng có lạc thú. Tất nhiên, anh ta được tự do làm giàu. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim tế thiên hạ. Nếu như đến 28 tuổi, của cải của họ không có tự do, họ liền trốn vào núi sâu, tìm một đạo quán để làm đạo sĩ bất quá hiện tại mình ngay cả một phòng cũng mua không nổi, buồn bực. Ông trở lại sân thượng, vào phòng, mở máy tính lên MT4, phần mềm giao dịch ngoại hối với 4.880 đô la trong tài khoản. Toàn bộ các loại để châu Á đều được giao dịch thanh đạm. Anh ta điều chỉnh đòn bẩy trong phần mềm, đòn bẩy tài chính của FXCM lên tới 400 lần, sau đó 100 lần, 50 lần, 20 lần. Trước đó đã làm đòn bẩy 400 lần, và anh ta đã điều chỉnh nó thành đòn bẩy 100 lần. Nếu lại làm vàng và ngoại hối, tiền ký quỹ sẽ tăng gấp đôi. Trong quá trình giao dịch ngoại hối vàng, đòn bẩy 400 lần có thể nói là đòn bẩy ngoại hối lớn nhất thế giới hiện nay. Đòn bẩy ngoại hối vàng càng lớn và càng có nhiều tiền giao dịch có thể được kiểm soát trong quá trình giao dịch thực tế, càng dễ kiếm lợi nhuận khi giao dịch ngoại hối. Dễ dàng thu lợi đồng thời, kèm theo cũng là rủi ro gia tăng trên diện rộng nhưng làm tài chính ngoại hối có một cái tính một cái đều là một ít dân cờ bạc, không có ngoại lệ. Vì vậy khi giao dịch ngoại hối, lính mới thường chọn đòn bảy 400 lần, rất thú vị. Trên thực tế, kích thước của đòn bảy ngoại hối chỉ liên quan trực tiếp đến số tiền ký quỹ của nhà đầu tư, mối quan hệ giữa đòn bảy và ký quỹ là đòn bảy càng cao thì ký quỹ càng thấp. Một tay tiêu chuẩn Âu Mỹ dưới đòn bảy 400 lần tiền ký quỹ là 350 đô la Mỹ tìm thư quyển v v v. giao sushi.com tiền ký quỹ dưới đơn 7100 lần là 1300 đô la Mỹ, số tiền ký quỹ cần thiết cho đòn 7 100 lần là khoảng 4 lần so với số tiền ký quỹ cần thiết cho đơn 7400 lần. Trong trường hợp các vị trí giống nhau, số tiền bảo lãnh ít hơn được chiếm dụng. Rủi ro dao động giá hối đoái mà nó có thể gánh chịu cũng sẽ càng lớn, rủi ro nổ kho cũng lại càng thấp, nhưng tổn thất sau khi nổ kho tương ứng cũng lại càng lớn thật sự là kích thích nhất chính là 400 lần đòn bẩy, hiện tại đột nhiên sửa đến 100, hắn thở dài một hơi. Từ tiết kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập tiết kiệm khó a. À. Đốt một điếu thuốc chậm rãi lật bản đồ ca về chủng loại ngoại hối vàng, thuận tiện lại xem tin tức thị trường tài chính quốc tế. Ngoại hối giao dịch trên nền tảng quốc tế, mặc dù là chế độ giao dịch T0, có thể giao dịch 24 giờ. Tuy nhiên, không phải 24 giờ đều phù hợp. Thời gian đại lục, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng không chỉ có giá thị trường thanh đạm, hơn nữa chi phí giao dịch lớn là thời gian giao dịch không thích hợp nhất trong ngày. Bây giờ là 8.30 sáng Tokyo mở cửa và ngày hôm nay USD hoạt động mạnh so với Yên. Mở 144.285 bây giờ vội vã đến 144.698, nơi có nhiều không gian chiến đấu dữ dội. Trước chỉ số đô la Mỹ đã dao động trong phạm vi hẹp và hiện đang giao dịch quanh mức 102,96. Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trở lại vào thứ Sáu, đạt mức cao gần hai tuần rưỡi trong ngày lên gần 103,55, nhưng sau khi dữ liệu như PCE được công bố, chỉ số đã suy yếu đáng kể và phục hồi toàn bộ mức tăng của nó vào thứ năm tuần trước. Bởi vì dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng lạm phát của Mỹ chậm lại và chi tiêu tiêu dùng của Mỹ hạ nhiệt làm dấy lên một số nghi ngờ về mức độ cực đoan tiềm tàng của cục dự trữ liên bang trong cuộc chiến chống lạm phát